không khí chợ Gia Lai rất là tấp nập và người dân ở đây người ta rất là dễ thương, từ buôn bán cho tới người đi đường. Ủa, cái bánh này gọi là bánh gì vậy cô? À, bánh đậu xanh nguyên chất của Gia Lai mình làm đây. Là nguyên chất đặc sản của Gia Lai không? Đúng rồi, đặc sản Gia Lai. Chỉ có Gia Lai mới có. Đúng rồi. Thì không? Gia công á, mình làm gia công. Nhiêu cái vậy nè con? 25.000 một cục cái. Vậy là 2.500 một cái. Giờ lấy thử hai cái ăn thử nha. Đậu xanh từ trong ra ngoài. Đậu xanh từ trong ra ngoài. Cái này cái sấy mì gừng của Gia Lai. Không, cái sấy mì gừng thì ăn rồi. Sấy mì gừng luôn nè. Bây giờ cho con hai cái con ăn thử nha. Rồi. Lát nữa mà ăn là hợp khẩu vị là quay xuống mua hết thùng luôn. Rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái bánh này. Ngay chị đó giới thiệu là đặc sản của Gia Lai và hàng gia công mà chỉ có tại Gia Lai mới có hả? Chị! Ngon! Ngon, ngon, ngon! Rất là ngon mọi người. Ăn nó có vị đậu xanh mà nó có một chút đậu phộng rồi chút cacao rồi nói chung là nó thơm thơm, béo béo, ngọt ngọt. Ngon, ngon, ngon! Đây là hàng bún cua và cũng có bún bò luôn. Đứng ở đây thôi là thấy nó bay cái mùi cua lên rất là thơm rồi. Còn đây là bò, đây là có bò nạm hả cô? Bò nạm, bò gân. Rồi đây là có hai cái nước chấm gì đó rất là lạ nè. Mắm nêm hả cô? Mắm, đây là mắm nêm là bún cua. Dạ. Nước mắm với mắm bún Huế để ăn bún bò. Ăn bún bò. Ở đây bún cua mình thì có gì đặc biệt cô? Có gì đặc biệt chỉ là bún cua đây, chỉ là măng với cua mình làm mắm á. À, cho con coi cho coi. Là đây, à. Này bún cua, ủa bún cua sao có bò trong này? Đây đây nè. À. Này là bún bò. Đây là cua này hả cô? Có măng rồi cua. À. Bán cho con một tô. Giờ ăn bún bò thì ăn hoài rồi, bây giờ ăn bún cua, cho con một tô bún cua đi. Con ngồi đây con ăn luôn. Thế con nghe cái mùi là con chịu không nổi rồi. Biết ăn cua không? Con biết nhưng mà con không biết ăn mắm nêm. Mắm nêm thì mình nêm vô tôm tô á. À, không, bây giờ ăn bún cua mình đừng lấy mắm nêm được không? Được. Dạ. Bây giờ mời mọi người hãy cùng Hy ăn một tô bún cua. Thì hồi đó giờ chưa bao giờ ăn bún cua, ăn bún bò rồi bún riêu rồi bún riêu ốc rồi, mà bún cua chưa có ăn. Ăn thôi, ăn thôi. Dạ dạ rồi con biết rồi, cảm ơn cô. Ủa sao bún cua sao không thấy con cua? Nước không mà làm mắm mà. À. À, nó xây ra vậy làm mắm. Chọc cô thôi. Hồi nãy tưởng bún cua là trong này có con cua. Ai về là nó không có con cua mà nó là cái con cua đó làm mắm, xong từ cái mắm đó người ta nấu ra cái nước lèo. Đó, bây giờ ăn thử nha. Rất là thơm mùi cua. Mà như là cua đồng trong cái cua biển nha. Chả lụa quá quen rồi ai cũng biết. Nếu mà chúng ta ăn mà ngán quá thì có thể ăn kèm với rau. Hả? Ngon ngon cái gì à? Biết sao không? Tại vì nó ngon quá cái quên nói, trời ơi. Nè thì nói rồi đó nè, ăn vô cái vị là nó thơm mùi cua là chắc chắn rồi, tại là bún cua mà. Bên cạnh đó thì cái nước lèo nó hơi mặn mặn. Nhưng mà trong khi chúng ta ăn kèm với rau sống á thì nó lại vừa. Và đối với cái loại bún cua này, nếu như các bạn mà thích ăn mắm nêm thì các bạn có thể bỏ mắm nêm vô. Nhưng mà nhiều khi sợ bỏ mắm nêm vô vậy á, cái nó bán đi cái mùi, nó không có còn mùi bún cua nữa. Cho nên Phạm ơi không có bỏ. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá cô ơi. Dạ, một tô vậy là bao nhiêu cô? 15 ngàn. Sao bán gì mà đâu mà rẻ chứ trời. Cô không phản ứng luôn. Trong cái bún cua này á là chỉ có bún với măng với chả lụa chứ không có thịt thà vậy nè. Nếu ví dụ bây giờ con muốn ăn thịt con bỏ vô thêm thì tính tiền thêm hả? Được chứ.
Vì nó gọi là bún thập cẩm rồi. Bún thập cẩm chứ sao. Cô bán ở đây lâu chưa? Cô bán ở đây lâu lắm mà, mấy chục năm rồi mà. Mấy chục năm rồi, là bán trong cái chợ này thôi hả? Dạ, là cô bán đúng một món bún cua với bún bò thôi. Có bán cái món gì khác nữa không cô? Bún bò với bún cua thôi. Dạ, đây là lần đầu tiên con được ăn bún cua. Hồi nãy giờ đi tới đâu người ta cũng nói trời đặc sản Gia Lai là bún cua. Đúng rồi. Cứ đi tìm. Nãy giờ cái hàng cua ở đây con đi qua lại 80 lần rồi, bây giờ mới vô thấy nè. Bên kia có ăn chỗ, bên đây có ăn chỗ, bên đây có ăn chỗ. Dạ. Cái bún cua này á nó có khó làm không cô? Dễ mà. Dễ là làm sao dễ nè? Dễ là cua về nhà mình rửa, rửa sạch sẽ cho mình lặt. Lặt con cua? Lặt lấy cái yếm bỏ ra. Cái yếm là cái bụng dưới của nó hả? Cái bụng dưới rồi xong rồi á thì mình xay. Mình giả ra. Không có giả xay. Mình xay luôn hả? Được cũng biết ăn hả? Dạ. Xay bắt đầu mình để ủ một đêm tới sáng là mình nấu. Ủ thì cái ủ đó làm sao là mình bỏ trong cái thau xong mình đậy đậy nắp lại thôi. Cái xô mình đậy nắp lên. Mình có gia vị gì vậy ở trong đó không? Còn lại gì hết. Con cua nó cũng ngọt nước sẵn rồi đúng không? Rồi bắt đầu mình đem ra mình làm mà mình lược là mình lược cái xác mình bỏ. Mình lược à. À mà không có cái xác thì nó sẽ bị lợn cợn đúng không? Xác không ai ăn được đâu. Dạ. Cái xác lấy nước mình nấu. Lấy cái nước đó mình nấu. Ok. À. Bà có biết nấu không? Dễ ợt. Dễ ợt. Bà ăn sáng chưa? Ăn rồi. Thương bà chưa ăn không mời bà một tô. Ăn hết nguyên xong rồi. Ăn hết nguyên xong rồi. Trời ơi trời. Chứ hồi đó bà mới ra là cũng biết ăn đâu. Ăn vô tới chiều nó cũng vẫn ở. Sao vậy? Cái mùi cua đúng không? Bây giờ quen rồi. Quen rồi, ghiền. Ở đây 40 mấy năm rồi thành ra. Ôi, 40 mấy năm vậy năm nay bà được bao nhiêu rồi? Bà ngồi đây đi. Năm nay bà 73 tuổi rồi. 73? Tức sửa 74 rồi. Rồi bà đi chợ hay là bà buôn bán gì không ngày này? Bà bán hàng. Bà bán hàng hả? Trời ơi, bà 73 mà bà như vậy hả? Ừ. Con chỉ có một điều ước nho nhỏ thôi, là ước gì con 73 mà con được như bà. À thôi cảm ơn con nhiều. Dạ. Ăn ra đáng ngủi. Dạ. Thiệt ra thì Hy thấy cái món bún cua này á, là một đúng người ta kêu là đặc sản của Gia Lai là đúng. Là tại vì cái món này thứ nhất là không có ở đâu có. Mặc dù là cái cách làm như là được chia sẻ rồi thì nó cũng rất là, mình nghe thì mình thấy rất là dễ thôi, nhưng mà thiệt ra nghĩ chắc không dễ đâu. Nếu dễ là mấy chỗ kia người ta cũng làm được hết rồi. Khi mình ăn vô thì mình cảm nhận được là đầu tiên là bay mùi cua. Cái mùi cua nó rất là đặc trưng và mình còn đánh ngửi được là cua này là cua đồng chứ không phải là cua biển nha. Bên cạnh đó thì cái nước lèo thì nó nước lèo thì nó mặn mặn. Ai mà thích ăn mắm nêm á thì bỏ một chút mắm nêm vô rồi xong có thể nặn thêm một miếng chanh nữa. Nhưng mà Hy ăn như vậy là khẩu vị là vừa đủ rồi. Trong cái tô bún cua á thì có măng, có chả lụa, rồi mình ăn rau thì bỏ rau vô ăn cho nó đỡ ngán. Nói chung là cũng khá là ngon và cảm thấy rất là thích cái món bún cua này. Chắc chắn lần sau hay là bất cứ lần nào mà quay trở lại Gia Lai thì cũng sẽ đi ăn bún cua. Đây là bạn Linh, là một người con của Gia Lai, và nhờ các bạn Linh mà hồi nãy giờ dắt Hy đi khắp cái chợ luôn. Trời ơi, nói chung là cảm ơn Linh rất là nhiều. Sáng sớm hôm nay giống như là anh em chúng ta gặp nhau là một cái duyên á. Dạ, thế đó. Bởi vậy bây giờ là mình đâu có thể nào bỏ lỡ cái duyên đó được. Bây giờ chúng ta hãy cùng chụp một tấm hình làm kỷ niệm nha. 1, 2, 3. Ok. Quá là dễ thương. Bạn đó còn nói là có gì không biết á, mấy ngày ở đây thì cứ liên hệ với bạn đó. Bạn đó sẵn sàng 24/24 có thể dắt tụi mình đi khám phá tất cả mọi thứ ở đây. Hồi nãy giờ là tất cả mọi người đã cùng với là Phạm Hy đi một vòng chợ lớn nhất cái Gia Lai rồi. Thì nhìn chung thì thấy ở đây người ta bán rất là nhiều đồ. Người dân thì gọi là cực kỳ thân thiện. Ai cũng dễ thương, ai gặp cũng tay bắt mặt mừng hết trơn hết trọi á. Bên cạnh đó thì giá cả thì cũng hợp lý. Rồi đồ ăn thì lại ngon nữa. Nói chung là cảm thấy rất là thích cái thành phố Pleiku của Gia Lai. Rất là thích Gia Lai của thành phố Pleiku này. Pleiku với Gia Lai cũng là một. Dạ. Chị này nói á, Pleiku với lại Gia Lai á là một. Gia Lai cũng là Pleiku và Pleiku cũng là Gia Lai luôn. Và bây giờ xin mời mọi người hãy cùng với Lê Phạm Huy, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điểm tiếp theo. Follow me.